Công ty khởi nghiệp Hàn Quốc Skillup đã vừa cho ra mắt một con robot mới khá dễ thương mang tên Pibo. Pibo có chiều cao khoảng 40cm, được trang bị các camera và mic, cũng như công nghệ nhận diện khuôn mặt và giọng nói. Nhờ vậy, nó có thể dễ dàng nhận biết những người mà nó đang tiếp xúc. Nhờ có trí tuệ nhân tạo, Pibo có thể trực tiếp nhận các câu lệnh mà người dùng đưa ra, như yêu cầu chơi nhạc, ghi chép và thậm chí là dự báo thời tiết. Pibo có thể cung cấp cho bạn tin tức trên mạng, tin thời tiết, cũng như giúp lưu trữ nhiều thông tin cá nhân khác như nhật ký hay lịch trình làm việc. Do đó, robot này không chỉ giống như một con thú cưng để bầu bạn, mà nó còn giống như một trợ lý của bạn. Công ty Skillup cho biết hiện Pibo vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện trước khi được chính thức tung ra thị trường vào nửa cuối năm 2018.